Chào cả nhà, mình mới vừa làm xong cái dĩa lát sườn non chay khìa nước dừa nha các bạn. Cái món này là nguyên liệu dễ tìm nè, gia vị bếp nhà nào cũng có nè. Cách làm thì đơn giản nha. Phía ngoài miếng thịt lát nó vàng ươm nha, nó có độ giòn giòn nha. Bên trong là nó trắng mềm nha. Món này nó có cái vị nè, ngọt ngọt nè, mặn mặn nè, cay cay nè. Ăn với cơm nè, với bún nè, bánh mì đều rất là ngon luôn nha. Rồi nếu như bạn nào thích thì hãy vô bếp làm cùng mình ha. Ở đây mình có 5 cái lát sườn chay nha các bạn. Cái này mình đã ngâm với nước 2 tiếng rồi đó. Rồi sau đó là mình rửa, rồi mình vắt lại 2-3 nước. Hiện nay là nó khô rồi nè các bạn. Mình sử dụng 2 cái gốc hành với 1 cái củ hành tím nha. Tương ớt thì mình sử dụng 1 muỗng ha. Mình sử dụng 1 muỗng nước mắm chay nha. Đường thì mình cũng sử dụng 1 muỗng canh ha. Bột nêm thì mình sử dụng nửa muỗng cà phê nha các bạn. Nước dừa tươi thì mình sử dụng 300ml nha. Cái gốc hành mình sắc nhuyễn ra nha các bạn. Củ hành mình cũng sắc và băm nhuyễn ra ha. Mình cho một ít dầu vô trong chảo nè các bạn. Mình cho cái sườn lát vô mình chiên ha. Lúc này mình để hơi sớm rồi nè, cái dầu nó chưa có được nóng hung nha. Nhưng mà không sao, cái chảo chống dính thì nó không có bị dính đâu các bạn. Mình chỉ nấu những cái món ăn á cho ở nhà mình ăn thôi, nhưng mà mình thấy cái món nào ngon á mình quay clip mình chia sẻ với các bạn nha. Hôm nay á tự nhiên cái cổ họng của mình nó đau á, mình nói chuyện rất là khó luôn á, các bạn thông cảm nha. Bây giờ á là mình chịu khó chở qua chở lại như vậy nè, để cho hai bên á nó vàng đều nha. Rồi bây giờ nó vàng như vậy được rồi nè. Bây giờ mình gấp ra ha các bạn. Rồi các bạn nhìn xem nè, bây giờ nó giòn lắm luôn rồi đó. Dầu còn dư nè, mình sẽ chế ra ha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vô lại một muỗng dầu nè. Mình cho hết cái gốc hành với củ hành vô mình phi nha. Bây giờ nó dậy cái mùi thơm lên lắm rồi nè. Mình sẽ cho hết cái phần đường vô nè các bạn.
mình sẽ cho hết cái phần bột ngọt vô, mình sẽ cho hết cái phần nước mắm vô. Mình sẽ cho hết cái tương ớt vô hen các bạn. Mình cho hết cái phần nước dừa vô nè. Bây giờ mình để mình nấu cho cái nước nó sôi lên hết các bạn. Rồi bây giờ các cái gia vị nó tan đều rồi, mình nêm lại coi như thế nào nè. Theo mình á thì như vậy vừa ăn rồi đó. Bây giờ cái nước nó cũng sắc lại rồi, mình cho cái miếng sườn lát vô, mình ghim hết các bạn. Lúc này mình để lửa nhỏ nhỏ thôi nha. Và mình cũng chở để cho gia vị nó ngấm sâu vô cái miếng sườn bên trong ha. Và mình làm liên tục, nếu không thì nó sẽ bị khét nha. Các bạn chở qua chở lại cho đến lúc mà các bạn thấy cái gia vị nó thấm hết rồi, thì ở dưới còn cái nước trong như vậy là được rồi đó. Rồi bây giờ các cái gia vị nó đã thấm đều vô cái miếng sườn lát ha. Các bạn nhìn thấy cái chảo nè, cái nước nó trong, còn lại cái nước trắng trong không, như vậy là được rồi nha. Rồi phần chia sẻ về cái món sườn lát chay khìa nước dừa của mình đến đây đã xong rồi đó các bạn. Nếu như các bạn thích thì các bạn hãy like và share cho mọi người cùng xem nha. Nhớ subscribe để ủng hộ cái kênh của mình ha. Chân thành cảm ơn các bạn.